Xin chào các bạn, hôm nay Rượu Ngon sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 dòng nho đỏ phổ biến phần 2. Thứ tư là dòng nho Syrah, hay còn gọi là Syrah. Trên thực tế thì Syrah hay Syrah đều là tên gọi của cùng một dòng nho. Tất cả các nước như là Pháp, Ý, Chile thì tên nho là Syrah. Còn đối với Úc thì được gọi là Syrah. Đây cũng là tên gọi của một thành phố lâu đời tại Iran. Syrah là giống nho đỏ chính của vùng Rhone Valley của Pháp, nhưng sau này lại nổi danh tại vùng Barossa của Úc với tên gọi là Syrah và được mệnh danh là giống nho tạo nên tên tuổi ở nước Úc trong giới rượu vang. Sau nhiều năm trồng trọt mạnh mẽ, Syrah được ước tính vào năm 2004 là loại nho được trồng nhiều thứ 7 trên thế giới với diện tích là 142.600 ha. Thứ năm là giống nho Zinfandel, hay còn được gọi là Primitivo. Zinfandel là tên gọi ở Mỹ, còn Primitivo là tên gọi ở Ý. Nó được quảng bá như là một giống nho của Mỹ, nhưng thực ra thì chúng đến từ Croatia và có khả năng đưa đến Hoa Kỳ vào đầu những năm 1800. Zinfandel nổi tiếng chín không đều, chính vì vậy những giống nho được để ở trên cây cho đến khi chín hoàn toàn, điều này dẫn đến lượng đường của quả nho cao, từ đó sẽ tạo ra rượu vang có nồng độ cồn cao. Thứ 6 là giống nho Montepulciano. Đây là một giống nho nổi tiếng tại vùng miền Trung và miền Nam của nước Ý, chủ yếu là vùng Abruzzo, Lazio, Marche và Puglia. Montepulciano có xu hướng chín muộn và có thể quá xanh nếu thu hoạch sớm hơn. Khi chín hoàn toàn thì Montepulciano có thể tạo ra rượu vang có màu đậm với độ chua vừa phải và nồng độ cồn đáng chú ý. Vừa rồi là những chia sẻ về 3 dòng nho đỏ phổ biến phần 2. Và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.